thử luôn không? Thôi thử luôn đi chứ sao gì cũng thử rồi. Ăn trước đi, đợi đừng có để ăn sau mất ngon, ổng nói vậy. Lúc mà em thành công rồi, lúc đó mà khi mà xong rồi á thì em thấy mệt. Ủa anh ơi, anh biết làm nhiệm vụ không? Nói, em ơi em dỗ con ngủ lẹ đi em. Nó không ngủ, nó thức tới 2-3 giờ sáng. Cái tới khi mà nó ngủ tính hay sao á. Anh thương em, anh phải thương hết tất cả những gì thuộc về em. Anh nghĩ cho những cái đó mà ai mà thương được. Thương được cái chừa ra. Mấy cái dơ, mấy cái bẩn rồi thương hết. Thương là thương cho hết. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Minh Thạnh. Năm nay em 25 tuổi. Em đang là phó giám đốc của một công ty cao su ở Bình Dương. Em là ở Sài Gòn hay là ở Bình Dương? Dạ em đi đi về về anh ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và tất cả các bạn đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Mã Tú Phụng. Năm nay thì 23 tuổi, đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm đến từ Nhật Bản. Hai em kể cho anh nghe đi, là cái mối nhân duyên nào mà các em gặp nhau? Thời gian đó là em đang đi du học bên nước ngoài, bên Úc. Thì em có một thằng bạn thân, nó khoe hình bạn bồ nó cho em. Khi mà nó đưa tấm hình bồ nó ra thì có bà này chụp chung kế bên nữa. Em mới hỏi nó, nhỏ này có bồ chưa? Hình như là chưa, để tao hỏi tao xin Yahoo cho. Thì bà nói bà không cho. Cái em mới nghĩ trong bụng, trời ơi sao mà chảnh dữ vậy. Em lì, em chai, em cứ nhắn tin, em cứ đòi hoài. Cuối cùng thì cũng phải cho đó. Tại vì lúc đó là mẹ em thì cũng đi học mà rất là khó vấn đề mà quen. Cho nên là em cũng sợ là nhiều khi mẹ lại không muốn là con cái xa lãng việc học. Nhưng mà lúc đó là em cũng đang học ở Úc luôn hả? Em học ở Việt Nam. Ở Việt Nam, tụi em quen xa. Lúc đó em mới học lớp 10 thôi à. Lớp 10 thì bạn này là cũng lớp 12. Dạ đúng rồi. 12. Em nghĩ là chảnh lắm, nhưng mà em nhắn tin cô cả 3 ngày là dính à. 3 ngày dính là chấp nhận làm bạn với nhau trên mạng thôi chứ. Dạ. Đâu có tỏ tình gì hả? Dạ tỏ tình luôn á. Em cũng suy nghĩ thôi, chắc quen xa thì mẹ không la đâu, tại đâu có gặp đâu mà la. Từ đó cho đến khi mà ổng về là cũng còn 7-8 tháng lận. Nên là mình tìm hiểu được thì quen, còn không được thì thôi. Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài, cái hình hòn và cái hình thiệt ở ngoài làm sao? Nó khác xa lắm anh. Khác lắm luôn. Khác là trong trí tưởng tượng là ổng phải mignon lắm. Ổng cao mà ổng ốm, cái mặt rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên gặp, ôi cái bụng ổng rất là to luôn. Em cứ tưởng là ổng nhậu nhẹt dữ lắm. Nhưng mà thực chất thì chắc không phải. Ủa mà lúc đó là mới có lớp 12 à? Dạ đúng rồi. Không, nhưng mà cái thời mà cái lớp mấy đứa con trai mà lớp 12 lúc đó ăn dữ lắm. Dạ đúng nó rồi. Nó đăng cái tuổi mà dạ, để mình phi cũng vậy đó. Nó ăn kinh hoàng lắm. Em nhìn thấy cô ấy ở ngoài sao? Không giống như tưởng tượng anh ơi. Tiêu cực hay tích cực? Cực kỳ tiêu cực. Ủa con nhỏ nào đen thui mà mặc uống nù vậy? Cái em mới lại hỏi, ủa có phải em là Phượng không? Coi như hai đứa đều vỡ mộng về nhau đúng không? Coi như em về được thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng. Mẹ em chỉ có cho là hai đứa giao du gặp nhau thôi. Ông này cứ sáng sớm 7 giờ ông qua ông bấm chuông nhà em, là mẹ em qua làm gì? Ông qua ông chỉ ngồi trong nhà, ông đóng đồ trong nhà, ông chơi với em. Mẹ em rất là khó, mẹ em không có cho em đi qua đêm chơi. Cứ tới 11 giờ đêm đúng giờ lắm đi về. Trời mà cái thời gian đó em khó chịu không? Dạ, cũng khó chịu lắm. Tại vì nhiều khi á tuổi trẻ là cần phải đi chơi ha, dạ, đi du rồi. Lịch đi khám phá này cái nọ. Trong cái thời gian mà ổng về sau này á thì là ba của ổng muốn ổng về công ty để làm, tại lúc đó là cũng đã 22-23 rồi. Cái sau ổng mới kêu là thôi cưới đi rồi ổng mới làm, ổng mới đi làm. Còn mẹ có cho đi qua nhà bạn trai không? Dạ cho. Có khi nào qua nhà bạn trai bị bạn trai dụ? Dụ không? Đó. Dạ bị dụ đó. Có bị dụ không? Dạ có chứ. Lúc đầu á là em với ổng cũng nói nhau là thôi để cưới đi, tại cũng sắp cưới rồi. Nhưng mà cũng bị dụ. Ví dụ là lúc đó là ốm rồi, trắng lại rồi, đẹp lắm, ngon lắm. Ổng kêu là nhìn ngon lắm. Ổng hay nói vậy, nhìn ngon ra rồi. Nên là ổng kêu thôi thử luôn không? Thôi thử luôn đi chứ sao gì cũng thử rồi. Ăn trước đi, đợi đừng có để ăn sau mất ngon, ổng nói vậy. Lúc mà em thành công rồi, lúc đó mà khi mà xong rồi á thì em thấy mệt. Tự nhiên thành công xong mà tôi thấy mệt. Trời ơi, tôi đang chờ đợi câu gì nó rất là lãng mạn, rất là lãng mạn. Em mà cái này truyền hình thực tế mà mệt thì nó nói mệt chứ sao. Mình thì lần đầu tiên của mình mà. Em không biết nha, này ảnh khai không có nói thiệt lần đầu thầy tiên không? Dạ thì lúc đó mình thấy lạ, cũng thấy kỳ kỳ ngộ ngộ.
thì cũng muốn thử nữa. Trời ơi, con còn nhớ lúc đó, lúc mà ổng còn kêu chứ, trời ơi, nhìn ngon vậy, không biết 21 mà cưới chắc một ngày không biết mấy lần ổng nói như vậy. Tới bây giờ cưới xong hả, cả tuần lễ nhiều khi cũng phải khều ổng để nói chuyện, nhưng ổng phải nói, ủa anh ơi, anh biết làm nhiệm vụ không? Hỏi như vậy. Tại vì do có con á, thì xung quanh cứ con, lòng vòng con, cái nhiều khi là ổng mệt, ổng đi ngủ luôn. Không phải thật sự là mình không có muốn làm cái gì, nhưng mà do là khi mà mình muốn á, thì con nhỏ kia lại không ngủ. Nó lại thức con, bữa nào mà mình hứng lắm á, nói em ơi em dỗ con ngủ lẹ đi em. Nó không ngủ, nó thức tới 2-3 giờ sáng. Cái tới khi mà mình ngủ tính hay sao á. Nó thật ra cách cảm nhộng. Giờ bé mấy tuổi à? Dạ, Tết năm nay là 2 tuổi. 2 tuổi chắc nó thức lâu lắm à. Không, nó thức quá lắm, cũng 2-3 giờ sáng thôi. Nhưng mà ông này ông chịu không nổi rồi. Tới lúc đó là ông kêu sức đâu làm nữa. Phải ngủ thôi đúng không? Chuyện hai vợ chồng này sao kết luận lại là bây giờ á là phải là ngủ trong cái trạng thái mà ấm ức liên tục như vậy. Dạ, đúng không? Ấm ức đang là liên lúc có nhiều khi phải chùm mền mà nó, em cứ tưởng là nó ngủ rồi, nó im. Nằm nó quay vô tường mình mà tưởng nó là nó là ngủ, im, mà ngủ mình vô hành động cái nó quay hành ra động ra cái nó quay cái ra nó quay qua nó nhìn cái là hai vợ chồng rồi thôi buông ra luôn. Rồi hai vợ chồng coi như là lấy nhau được tầm 2 năm hơn mà quen nhau đã 5 năm. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Trời ơi, nói nhiều. Trời ơi, mắt sáng rực luôn, hào hứng quá vậy. Bà đợi nó khúc này thôi đó anh. Ổng thì cái tật xấu của ổng rất là nhiều. Ổng ngủ hay mớ lắm, ngáy to mà còn mớ nữa. Nhiều khi á là em đang ngủ nha mà ổng đi, đi không? Ổng nói chuyện rất là thật luôn. Xong em hỏi là đi đâu? Cái ổng kêu là đi lên cái đồi đó đó. Ổng nói một cái chàng, ổng nói rất là nhiều thứ luôn. Cái xong em nói là đi con nhỏ nào không? Tại vì em cũng gạ gạ em hỏi thử. Cái ông kêu xàm quá. Em mới mà sao mà em nghe được người ta đối thoại với mình. Ông vẫn nghe em nói nha, là lúc đó ông mơ mơ. Khi em tỉnh vậy là em không biết em đã nói như vậy. Ông không nhớ. Em canh ông mớ là em phải hỏi có con nào không, có con nhỏ nào không. Không có. Rồi đợt em đi Nhật chơi với bạn bè á, thì thường là tụi em sẽ ở chung với nhau trong một phòng, nó rất là vui. Thì hai chị em đang nằm nói chuyện qua lại, cái ổng ngủ rồi, ổng ngáy to đã đành rồi ha. Mà ổng quay qua, ổng la, ổng kêu là tụi bay vậy. Nguyên đám bạn. Hai, nguyên đám bạn quay qua nhìn, ủa nó nói chuyện nhai vậy mày? Mà tụi bay. Ôi vui quá. Rồi ngủ mới nè, ôi cái đó cũng phải tật xấu đâu, thấy tội nghiệp lắm. Còn tật xấu gì không? Rồi một tật xấu rất là lớn mà cũng là muốn ổng khắc phục luôn. Đó là ổng thương chiếc xe hơn thương em. Nhiều khi ông chở em đi làm tóc đi, ông đợi em 4-5 tiếng là ông đã bắt đầu nhắn tin cằn nhằn. Ông đi đổi chiếc xe ông 10 tiếng mà ông không có một chút gì gọi là kêu ca than phiền. Ông rất là vui mà về ông rất là hưng phấn luôn. Ông kêu chiếc xe ông là vợ bé của ông. Nên là ghen với một cái con người cụ thể đúng nào mình đỡ nhục ha. Mà mỗi lần ghen em ghen với một cái xe cho nên một cái cơ khí điện máy chấm nhục gì đó là nhục mà vẫn ghen. Mà em mỗi lần em nói ra ông kêu chở ai, ông hỏi vậy, xe đẹp chở ai, ông hỏi như vậy. Em đính chính là thà là em mê chơi xe còn đỡ hơn em mê những cái khác. Ông nói với em cờ như bạc vậy, gái gú, tại vì mấy cái đó thì không có đụng tới. Mà ông lên mạng xã hội nha, lúc nào cũng chỉ đăng hình xe ông thôi. Ông không bao giờ mà đăng hình của em. Đăng hình của em có người ta vô người ta comment là trời ơi nay sao thấy để vợ lên lỏng xóa liền luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Nó ở dơ thì cũng không phải là ở dơ. Cái tính thì rất là gọn, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái bề ngoài ổng rất là xề xòa. Ổng đi làm nha, mà ổng chỉ mặc quần xà lõn với cái áo ngủ, ổng đi ra ổng làm. Ổng mang đôi dép sạc, ổng đi ra ổng làm. Ông phó giám đốc đi đâu? Đó. Đi phó giám đốc nhìn vô hả? Dạ đúng rồi, đi ra công ty làm đó. Cái đặc thù tính chất công việc, ảnh hay đi ra vườn cao su rồi. Dạ đúng rồi anh, cho đó em đồng ý với anh. Bây giờ anh nghĩ đi, xuống nhà máy sản xuất mũ nó hôi, không lẽ giờ mình mặc đồ vest mình xuống dưới đó mình đi vòng vòng. Lúc mà xong hết một ngày làm việc rồi mà ổng đi vô phòng ngủ thì em kêu là ổng đi tắm đi. Tại vì ổng vô một phát là giống như ổng mang hết nguyên vườn cao su vô, là trời ơi nó hôi hết nguyên cái phòng của em luôn. Cái ổng cứ giả bộ ổng đi ngang ổng chơi với con một cái, xong ổng nựng con một cái ổng giả bộ ổng đi ra đi vô, ổng không thèm đi tắm. Hồi xưa em thương ổng á nha, là em hay nựng cái mặt của ổng. Trời em hung, em hay nựng tại cái mặt ổng bự nên là rất là thích nựng. Nhưng mà sau khi mà làm cao su xong á, trời ơi mặt ổng hôi mà ổng không thèm đi tắm, ổng không rửa cái mặt của ổng ra. Tối ngủ em kêu là nhớ rửa mặt đánh răng đầy đủ nha. Ra mà em quay qua em hửi cái mặt ổng cái là thôi em nghĩ luôn, em quay qua em ôm con luôn. Sợ nhiều khi em bước vô phòng á, không phải một mình vợ ngửi mà con ngửi nữa. Đó nên con không bao giờ theo ổng.
cứ ba là no 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 ba. Vậy là không chăm con. Cái chuyện đó lại có thêm một câu chuyện khác nữa. Em nói từ lúc em mang bầu, ông rất là thương em. Ông hứa rất là nhiều luôn, ông kêu là mai mốt phân rồi ông dọn hết cho. Sau này em đẻ ra đứa con cái, ông chạy luôn. Ông chỉ cần nghe con mà nó xì hơi cái là ông chạy, ông bế, ông chạy đi mất dép luôn. Trời ơi em tức giả mang. Mà bây nhưng mà giờ... cái mùi đó nó lại dễ chịu hơn cái mùi cao su á. Thiệt mà. Vậy mà ông không chịu mà hửi. Mùi su của em bé nó không, dễ ông chịu. Nói mùi cao su vậy nè, ông quay qua ông kêu chứ ráng hửi đi, mùi tiền đó. Ông nói em vậy đó, mùi tiền đó ráng hửi đi. Ừ. Còn này là mùi phân, ông nói như vậy. Em thì hay có kiểu là khi mà vệ sinh cho mông của nó, canh ông ở đâu em ịn vô ổng cái để em chạy đi. Là ông cứ chửi em ở dơ, ông nói. Cái đó là cũng là cái tật xấu của vợ em. Lầy với là chơi dơ lắm chị. Đây thôi giờ kể luôn tật xấu của vợ đi. Thì vợ em lúc mà rửa đít cho con em á, ẩm nó thì đưa hai chân nó vậy nè, em ngồi ở đâu cái ịn lên người của em, ngoáy ngoáy lỗ mũi thì chét em. Anh thương em anh phải thương hết tất cả những gì thuộc về em. Anh nghĩ cho những cái đó mà ai mà thương được. Thương được cái chừa ra mấy cái dơ mấy cái bẩn rồi thương hết, thương là thương cho hết. Mà bây giờ tới hai má nhìn, con luôn chứ không phải mình má nó không. Nhìn cái mặt rất là hận. Với lại chơi giỡn nhây lắm anh. Biết mình không thích thì mà cứ thích giỡn tới. Tới khi nào mình bực thì thôi. Mình đi làm về mệt, đang 2-3 giờ sáng mình đang thiêu thiêu mình ngủ. Cái bả quay qua bả khều: anh ơi em ngủ cũng được. Hết bả rồi tới nhọn gái em. Lại quay qua kêu bá bá bá. Nó leo lên người em nó nhúng. Xong rồi hết nó qua thì lại tới bả. Cứ làm vậy tới sáng luôn là em không ngủ được luôn. Mày ngủ chưa? Không chửi em á. Nó quýnh mày bây giờ đó. Ông cọc quá rồi. Sau lát hồi ông phải xuống nước ông năn nỉ: em làm ơn cho anh đi ngủ được không? Anh lại em luôn. Rồi nó bỏ tay rồi, nói hết nghe. Tật xấu gì nữa? Thì... có hay sai vặt chồng không? Không. Cái đó là chuyên gia. Cái đó là không phải là tật xấu nữa, là nhiệm vụ bổn phận của em. Bả có cái tật là bả xài đồ xong bả không thêm cất. Bả không thấy em thì thôi. Mà mỗi khi em từ bên ngoài em bước vô phòng á, bà thấy em là bà sẽ xài: anh ơi lấy cái này cho em, anh ơi lấy cái kia cho em. Cứ xài miết luôn, thậm chí buổi trưa mình vô được một tiếng đồng hồ mình nghỉ: anh ơi tắm cho con đi anh, cho nó ăn cơm đi anh. Chứ chị nghĩ coi bây giờ xài kiểu đó, mình bực mà. Cái buổi chiều em làm sao em đâu vô phòng. Em ở ngoài em đi vòng vòng, tới 7-8 giờ tối em không mới vô. Không phải ông đi vòng vòng, ổng ra cái võng ông nằm, em trong phòng ông rình. Ủa sao vậy thấy? Hả? Trong khuôn viên của công ty thì có nhà ở luôn, cho nên là em mở cửa sổ em hé hé ra em nhìn thấy ổng ra ở ngoài bãi xe á, đó ổng nằm võng ổng đu, ổng chơi. Xong rồi em mới hỏi là: ủa anh ơi, anh xong việc chưa? Em gọi điện em giả bộ em hỏi: trời anh quá trời việc em ơi, hôm nay anh bận quá trời luôn, chắc không có vô phòng sớm được. Thôi em nghĩ à vậy hả, vậy thôi anh làm tiếp đi. Cái em cũng rình coi ổng có đi làm nữa không, ổng nằm chơi. Cái lát hồi em ẩm coi em ra em xách lỗ tai vô: bận lắm hả, bận chơi game nhiều việc lắm hả, em xách cái lỗ tai em mang vô. Rồi em kêu là hả, nè chăm con đi, sáng giờ em chăm con rồi, giờ tới anh chăm đó chăm con đi. Trời dữ lắm luôn. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Chỉ mong là vợ em bớt sai với lại bớt chơi dơ với em lại là được rồi. Em thì em cũng mong muốn ổng là trau chuốt bản thân lại một chút xíu, bớt đi độ xe lại. Tại vì chiếc xe nó như vậy là đã quá được rồi. Mình dành thời gian cho con nhiều hơn. Cuối tuần là phải dành cho gia đình nhiều hơn. Là những cái mà mình thích. Vợ em mà chơi dơ á, chơi lầy với em á, là đó là một cái sự biểu hiện của cái sự cái lòng ghen tuông với kim khí điện máy. Cái thời gian dành cho con vợ bé đó nhiều quá. Đúng. Dạ. Phải dành cho bà này giúp bà lớn với bà nhỏ chút xíu. Dạ. Đó vậy. Thực ra là hai đứa quá giỏi, thực sự là như vậy, quá giỏi cân bằng được cái cuộc sống mà để có thể chăm nom, tự tay chăm nom được con mình là quá hay. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. À, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. À, dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Ngay cái lúc đó là cũng xác định là sẽ không có quen, thì lúc đó đã vô bắt đầu năm học 12 rồi. Em nói là không sao thì mình cứ quen rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em học. Tôi tấn công. Lúc mà từ cái lúc anh tấn công đến lúc em đồng ý có mấy ngày à. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình. Xin chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân. Em tên là Lương Tấn Tài, năm nay 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Rồi, chào em. Và em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là Hoàng Quý, em sinh năm 93,
và đến từ Biên Hòa. Em cũng là nhân viên văn phòng luôn ạ. Mới xuống luôn phải không? Dạ mới xuống. Biên Hòa mới xuống đó. Rồi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là sao? Tụi em quen nhau tính tới nay cũng được 9 năm hơn rồi. Em uống cà phê ở một cái quán cà phê quen, gọi là quán quen, nên chỉ ngồi ở chỗ mà chủ quán ngồi thôi. Nó nằm ở cuối cái quán sân vườn luôn. Buổi tối hôm đó thì trước khi em đi xuống em thấy có một nhóm rất là nhiều người ngồi chỗ tụi em rồi. Lúc đó thì em chỉ hơi bực mình chút xíu là tại sao tụi em ngồi quen rồi mà là có người khác ngồi chỗ đó nữa. Dành chỗ thì đó. Thì em ấn tượng rất là không phải nó quá, nhưng mà tuy trời tối nhưng mà tự nhiên em thấy cái chỗ của bà xã em ngồi á, nó sáng một góc lên. Thứ nhất là về phần cái vóc dáng á, là chỉ có mình bà xã em là bự nhất cái chỗ đó thôi. Chị cũng thấy anh là mắt anh rất là to. Mà lúc đó anh ốm á là cái mặt anh có chút xíu à. Mà anh nhìn em gì nè, y như là hả muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Mà xách cái cặp đó hả, nó xấu mà nó tàn. Đến bây giờ vẫn còn giữ cái cặp đó luôn. Vậy á. Đó. Vô hình chung là có bạn học chung của bà xã em đang phục vụ cái part time ở bên chỗ đó. Kêu mới nói với lại bé này, em kêu em qua em hỏi cái bạn của em, cái bạn cao cao đó, là nếu mà đồng ý thì có thể cho anh xin số điện thoại được hay không. Thì lúc mà có xin số điện thoại thì mình cũng cười, thì mình cũng biết là tại vì ảnh nhìn mình nhiều quá thì chắc cũng thích thì có nhắn tin thì cũng cho vậy thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó là cũng xác định là sẽ không có quen, thì lúc đó nó vô bắt đầu năm học 12 rồi. Khi em nhắn tin, bà xã em từ cho, không chịu quen. Em nói là không sao thì mình cứ quen rồi anh sẽ hướng dẫn cho em học, cứ tấn công. Anh nhắn tin tới tấp lắm. Em nhớ cái lúc mà đi chơi thì cái hôm đó là trời nó cũng mưa thì thấy nó cũng lạnh. Cái em ấy nói là anh có tay không cho em mượn đi. Thì sau cái hôm đó anh về anh tự mặc định là em đã đồng ý quen ảnh vì là em đòi nắm tay ảnh luôn. Còn gì nữa? Lúc đó là đã là học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc mà từ cái lúc anh tấn công đến lúc em đồng ý có mấy ngày anh. Rồi là quen là 3-4 ngày. Ồ dài thế. Dài lắm. Chuyện tình qua những lời thả thính. Thả chừng 3 ngày là dính thính. Yêu nhau mấy năm lận mà đúng không? Dạ 6 năm. Yêu đương đó, lần đi chơi xa đầu tiên là lúc đó là năm nào? Mặt em ghê quá à. Thật sự luôn á. Ta một cái năng lượng tích cực như thế này mà nó ghê à. Nói như vậy là em hiểu đang nói vấn đề gì rồi. Cái lần mà có cái mối quan hệ mà nó sâu hơn của em á, tại vì bà xã em học đại học ở trên Sài Gòn, em thì Biên Hòa, em cũng đi làm nữa. Thì qua tới năm cuối của bà xã học nhiều quá, không có thời gian để về đều đặn, thì em mới phải lên. Mà công ty của em thì làm 4 giờ rưỡi mới xong. Xong là em về là em chạy thẳng một cái là Sài Gòn, là bà xã em vừa kịp ra luôn. Bận đi thì mình không sao, bận đi mình cũng mệt, có cái động mình lực. Có động lực. Tới bận về mình chạy cái mình nè. Thấy đường nó xa giống như dạng chạy từ đây mà xuống Cà Mau ra sao ơi là xa vậy. Em vẫn nhớ buổi chiều em nói em có nhắn tin bà xã em, hôm nay làm rất là nhiều, rất là mệt rồi, nên thôi để tiết kiệm thời gian á, để anh ghé anh mua mấy cái đồ ăn vặt cho mình vô trong khách sạn mình ăn cho nó thoải mái, cho nó vậy là em tắm một cái cho nó đỡ mệt người em biết một ngày nữa. Thì thật nghĩ trong đầu em lúc đó, trước khi nó câu đó là em nghĩ đúng như vậy, em chưa nghĩ chuyện sau đó. Nhưng mà tới cái trên đường đi á, cái em mới nghĩ là bà xã em đã đồng ý rồi thì tại sao mình lại ăn uống không. Tại khi lúc thật sự khi em nhắn tin qua em chỉ là nhắn tin thuyết âm mưu bất thành. Lúc đó nó mới lòi ra khả năng nó mới chỗ vậy trong lúc trên đường đi á. Rồi sao em cũng lên á, em mua đồ ăn vô xong rồi hai chồng cũng ăn chung với nhau. Rồi sao em nói vô em để em tắm phát. Rồi khi em tắm ra xong á, cái em ngồi đó em thấy bà xã ngồi em coi tivi, thôi tắm đi tối về khỏi tắm nữa. Cái phòng tắm á nó là cái cửa trong mà mờ chứ không phải là quá trong. Thì khi bà xã em vô tắm xong thì bà mới đưa cái tay mà bà nói là lấy cái khăn. Em chạy vô em lấy khăn, đóng cửa em tắt đèn. Cái đầu bà la, làm gì đó. Thế kêu đường nào cũng làm thôi, làm chứ làm sao cũng vậy. Từ đó là gần như cái tần số em lên Sài Gòn nhiều hơn. Tại vì động lực nó có rồi. Bà đi về dạ, nó đi cũng về thoải mái, như... cũng là vui tươi hơn. Dạ, đi về là chuẩn bị suy nghĩ cho tuần tiếp theo như thế nào rồi. Nên rất là thoải mái. Anh không hề muốn hỏi nha, để anh khai nha. Dạ, nhưng em hiểu đó, ý của anh. Dạ. Trong cái thời gian mà các em yêu nhau đó, thì nó có những cái biến cố gì nó xảy ra? Có một chuyện là về trầm cảm. Bình thường em rất là lo về cái việc học của em. Tự nhiên đợt đó đi học không hiểu thầy cô đang nói gì hết. Rồi cứ suy nghĩ nó cứ tiêu cực, xong rồi nó cứ không có giải thoát ra được. Có những ngày em mở mắt dậy thì em thấy cuộc đời luôn u ám, mà nó đen tối mà không thấy đường đi lối về luôn. Mà em thấy tự nhiên sống trên đời này tại sao sống làm gì, thở cũng không có được ích lợi gì cho ai hết. Rồi có những ngày gì vậy thì cứ ủa sao hôm nay mình vui vẻ, mình yêu đời, rồi nó cứ lên xuống thất thường như vậy. Cái đợt đó thì anh cũng rất là ở gần em, anh cũng những cái ngày mà em buồn thì anh cũng cố gắng động viên tâm sự. Nhưng mà đến một lúc
tự nhiên em quay qua nhìn thấy ảnh, em nói sao tại sao mình lại yêu con người này, mình chán quá đi, mình không muốn quen nữa, nhán đến tận cổ mình không muốn nhìn mặt luôn á. Thì đó là cái lúc đó là em chia tay với ảnh. Cái lúc đó là năm thứ mấy? Khoảng thời gian 5 năm. Lúc mà em nói lời chia tay á thì ảnh giữ em dữ lắm. Tại sao nó lại có cái trầm cảm đó? Nó phải có một cái sự cố gì đó chứ đúng không? Sâu xa hơn là trước đó là ba mẹ em có xảy ra biến cố, bố mẹ cãi nhau, ba mẹ bỏ nhà ra đi. Thì em dọn ra ở với mẹ thì bố ở riêng. Và anh nghĩ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà em bị mất niềm tin. Thật ra anh mất niềm tin về hôn nhân là em mất từ hồi em quen ông này, em đã mất rồi. Và em xác định là em không muốn lấy chồng luôn á. Là bởi vì trong cái cuộc sống của em thấy những cái cặp vợ chồng nào nó cũng có những cái chuyện này chuyện kia, không trai gái chăn hoa thì gia trưởng bảo thủ, rồi chỉ được một thời gian đầu thôi, sau đó thì hôn nhân nó chỉ là một cái mồ chôn tình yêu thôi. Thì đến khi quen ông này em nói thôi quen chơi nha, không có cưới đâu, anh nói trước cho biết vậy đó. Thì ông nói là ông sẽ là người thay đổi về cái suy nghĩ đó của em. Và ai mà có những cái suy nghĩ giống như em thì nên thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son. Trong cái thời điểm đó đó thì em cảm nhận về những cái hành vi của vợ em như thế nào, và em có những cái tủi thân, có những cái suy nghĩ gì hoặc là như thế nào, em chia sẻ cho mọi người biết đi. Thì khi bạn bè em nhìn vào á thì chỉ nói giống như là nó chán rồi. Nhưng bản thân á, tại vì thời gian với nhau cũng khá là lâu, tính em thì gọi là giống như đàn bà nhiều hơn là hay chi ly, hay để ý nhiều hơn là một người đàn ông bình thường. Thật sự lúc đầu là em rất là coi thường đó. Tại vì có lúc vui lắm, có lúc mà em thấy cái phản ứng với lại cái thằng sắc của bà xã em không có tốt là em biết có vấn đề, em cứ hỏi. Khi em hỏi thì bà xã em lại né tránh. Thì khi mà em hỏi được ra thì bất cứ những chuyện nhỏ luôn em hay hỏi kỹ lắm. Khoảng chừng một năm á là tính bà xã em như vậy. Em sợ tới mức mà em phải lên trên mạng hoặc là em gặp mấy người bà em hỏi, bị cái chứng là rối loạn lo âu. Nó là một căn bệnh chứ không phải là một cảm xúc khi mình nói nữa. Đúng rồi. Thì lúc đó em mới sợ, tại vì lúc đó em nói là bà xã em hết nghe rồi. Em biết rồi, em không nói nữa, em sẽ quay qua em nói với lại mẹ. Thuốc mẹ không tác dụng nữa rồi, bà xã em nói chia tay rồi. Thì thời gian từ năm thứ 5 tới năm thứ 6 là em lại làm những tất cả những cái gì mà từ đầu tới giờ em lại xoay tới để tạo cho bà xã em cái ký ức mà hồi xưa mình đã như thế nào, mình đã trải qua như thế nào nào. Thì vô hình chung cái đó nó là hiệu quả. Là hiệu quả. Cái chuyện đó là một năm trời. Dạ, cái mấu chốt để bà xã em trở về với em là hồi xưa em học bên trường sinh học kỹ thuật. Thầy mới nói là nếu mà con có điều kiện lên đây thì đi trợ giảng với thầy. Rồi sau mà có điều kiện thì thực tập sinh ở bên Đức. Nếu mà giả sử như bà xã mình không có đường nữa rồi thì thôi mình đi. Thì ngay cái bữa sáng hôm sau khi em chở bà xã em có nhắc lại cái chuyện em đi Đức. Thì em thấy bà xã em khóc. Khóc rất nhiều. Em dừng xe lại em hỏi chuyện. Thì lúc đó cảm giác của cả hai đứa tự nhiên nó cảm thấy ngồi gần nhau, nó cảm thấy như hồi xưa vậy đó, chứ không phải là lúc thời gian mà hai người có trục trặc nữa. Là từ đó là tụi em vượt qua được cái giai đoạn đó luôn. Ồ, là sau đó là đám cưới luôn. Dạ, đám hỏi rồi đám cưới luôn. Dạ. Còn có gì khó khăn, còn có gì biến cố nó xảy ra nữa không? Dạ, cho tới giờ thì chỉ mỗi mấy cái tính xấu của bà xã thôi, còn lại em ổn. Rồi. Thôi nhân đây thì kể luôn đi. Em nhường bà xã em nói trước. Ẩm nhường trước là bởi vì ông ít tính xấu quá thôi. Không đi nhậu, không hút thuốc, không bia, không bọt, không cờ. Mà còn xuyên đi chùa tụng kinh nữa chứ. Nên là giờ em không biết là tính xấu của ông là cái gì. Thì chỉ có những cái nhỏ nhặt như là hay lề mề là về hay quăng đồ bừa bãi. Nhưng mà nhắc thì được mấy ngày, rồi mấy ngày sau thì lại thôi. Đồ ở trong tủ xếp gọn thì lấy một cái ở dưới thì mình nhấc lên trên thì lấy ra. Ông nói cái một vậy nè, rồi nó lộn mèo hết, là mấy ngày sau nó lại lộn như vậy hết. Những cái tính là nhỏ rồi. Trong cái toilet của hai vợ chồng thì đáng lẽ có hai cái bàn chải đánh răng, nhưng mà em mua chổng hai cái giống nhau và một cái của em là khác biệt. Nhưng mà lúc nào em cũng thấy cái bàn chải của em là ổng xài trước khi em đi làm, rồi em đi làm sau là sờ cái bàn chải anh ướt nhẹp hết á. Rồi em hỏi là tại sao không đánh bàn chải của mình mà cứ đi đánh bàn chải của vợ, bộ ghiền hơi đến mức như vậy hay sao? Thì ổng cứ cười thôi mà không hiểu tại sao cứ xài cái bàn chải của em. Rồi anh đang thắc mắc nè. Tại sao vậy em? Tại vì tính của em á là hay ghẹo bà xã em lắm. Bà xã em hay làm bèm, hay nói lắm. Có cái đồ chồng thì em lấy vô trong, mua màu khác thì em lại chọn đúng cái màu đó em xài. Là ý như rằng cứ xài xong là chiều về làm bèm, xài xong chiều làm bèm, ngày nào cũng ngày nào. Làm ngược lại đó. Dạ. Sưu tầm những cái con dao bấm hoặc là những cái con dao mà đi rừng á anh. Nhưng mà đến mức gì nè, mua cái con dao đó xong rồi cất vô hộp, được mấy ngày lôi ra, lấy dầu lau xong nhìn vậy nè. Của quý gì dữ lắm. Đó, xong rồi em cứ nói nó trời này mà quay clip lên xong rồi quăng lên Facebook á là chắc người ta tưởng khùng hay gì á. Rồi ổng nói con vợ nhỏ của ổng luôn mà. Rồi hai vợ chồng cãi nhau cái tức quá thì ổng bán hết luôn.
Rồi bây giờ ông lại có một con vợ nhỏ mới là một cái hồ cá thủy sinh. Rồi suốt ngày đi làm về cá đâu rồi, cá này đâu mất tiêu rồi, sao nó hay chui trong này quá vậy. Rồi lấy cái đồ hút 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 ở trong này ra nè, xong rồi mà chăm còn hơn là chăm vợ nữa. Rồi cái lúc mà quen á thì cái tần suất mà gần gũi á thì nó cũng đều đặn lắm. Tới lúc cưới rồi nhiều khi em ngồi em đợi mà ổng chả nói chả rằng gì hết, chứ nhiều khi mình nó không lẽ giờ lúc nào mình cũng là người chủ động. Đến bây giờ là gần một tháng rồi cũng chưa đụng em nữa. Rồi tối nay đụng. Mẹ nó cũng có tự xử không? Cũng không luôn, rồi đi ra ngoài cũng không luôn. Em không biết con này xin lấy ổng như thế nào nữa. Chưa kể nha, đi lên công ty là xà nẹo với mấy đồng nghiệp nam lắm chị. Bóp đít bóp vú người ta tùm lum. Trời ơi. Ổng nói lẽ. Ông nói là ông cưới em chỉ là lúc bước bình phong thôi à. Trời ơi, không lẽ là y thị giải tỏa liền, tỏa liền. Rồi, tại sao, tại sao? Yeah, tại vì vợ chồng em lấy thì ở chung chung nhà với ba mẹ thì cũng không riêng lắm, không được thoải mái cái phần đó. Khi mà sanh em bé rồi thì em lại muốn kiêng 100% cho bà xã của em luôn. Rồi giống như cái lúc mình luyện được cái kiểu mà gọi là lên thượng đẳng như là nguyện mới thân vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Sao cuối cùng bây giờ không sao luôn, không sao luôn. Giờ muốn hai chồng có lịch nhau rồi. Khi mà em muốn vậy, bà xã không có nhà. Khi bà xã muốn thì em đang còn vẩn vơ với hồ cá, dao cộ, lâm la rồi em chưa có sẵn sàng. Rồi ngược lại khi mà bà xã ngủ rồi tự nhiên lúc đó cái em lại muốn. Chưa, cái vụ còn bóp vú bạn nam. Lý giải liền cái chuyện đó cho vợ để cho vợ yên tâm. Dạ cái đó giống như là thói quen lên công ty rồi giỡn với nhau rồi hay khiều qua khiều lại. Thế giờ dù mà bóp đít nam thì được, chứ mà bóp nữ nó quay qua tán nữa chắc còn mệt nữa. Nhưng mà hạn chế cho con được bóp hút chứ. Nói nghe nè, cái này á, tưởng là bình thường nhưng không có bình thường đâu nha. Cho nên tối nay hai vợ chồng về á, ngồi đối diện với nhau nói cho nó hết đi. Tại vì á, luyện á, tự nhiên luyện bây giờ thành thượng đẳng thượng thừa. Ở trển luôn rồi, hiểu không? Thành ngài luôn rồi. Bây giờ là ngài không có muốn vướng trần tục nữa. Rồi bây giờ tới ngài, không có tới em. Đó, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Bà xã của em tính không có cẩn thận. Tại vì nó tính em giống như là sát nam, nhưng mà tại hồng nữ nó tính kỹ lắm. Y thị nữa rồi. Ở nhà mà đồ á, tuy để lung tung nhưng mà em nhớ. Hoặc là khi đi du lịch á, tất cả cái gì được em gom hết. Em có một cái túi y tế riêng để khi mà mình cần là mình có. Nhiều khi tối tới mình đau bụng thình lình, lúc khuya đâu có ai mà lo được. Hoặc nhiều khi đi chơi những cái lúc mà đứt tay nhất thì thình lình có, tại tính cẩn thận. Còn khi bà xã mà mỗi lần mà kêu chuẩn bị đồ đi chơi á, là y như rằng là em phải xuống cái chỗ mà đi chơi rồi phải mua thêm. Tại vì dở coi hỏi gì cũng ủa nhớ bỏ vô rồi mà. Ủa không nhớ có bỏ vô rồi, nhớ rồi. Em nhớ dai. Thì khi em nhắc bà xã em thì không có chịu làm liền. Tới mức em nói làm ơn lên cái dây đồng hồ báo thức á, để khi nó hiện lên nó cho luôn một cái tên luôn là phải làm cái gì, để khi nó reo ra cái nhìn cho nó biết làm cái gì. Quên báo thức luôn. Thứ hai nữa là cái phần bà xã em hay bị nóng tính. Cọc tính lắm. Nóng tính là còn sân si nữa. Khi mà mình sân si lên á, cái người ta từng làm tốt mình không có nhớ. Đúng, mình chỉ đúng. Nhớ cái mà người ta mới làm xấu thôi. Rồi mình cứ nghĩ xấu người ta, mình nói xấu người ta các kiểu gì đó. Cái cuộc sống mình nó hay lắm. Mình giận người nào, mình chửi người nào là y như là sau này mình nhờ người đó. Là chỉ hai cái đó là em. Rồi nhân đây thì muốn cô ấy thay đổi điều gì nói luôn. Dạ thì khi gặp một cái sự việc gì á, cũng nhìn cho nó hai chiều hết. Hoặc đơn nhất là kiềm trước, nghe đó xong rồi về nghĩ lại, rồi hẳn mới có cái hành xử để cho nó đừng có để mà những cái chuyện nó không hay nó xảy ra. Rồi còn Quý, chị muốn ổng là thí dụ như nhà đã gọn sẵn rồi thì nên giữ cái gọn đi, đừng có bày ra nữa. Hoặc là đã hứa là anh làm cái này cho em đi thì anh làm liền. Bây giờ chồng em đã làm cho em thay đổi được cái tư tưởng là hôn nhân không phải là địa ngục chưa? Bây giờ em không còn cái tiêu cực về hôn nhân. Không suy nghĩ cái tiêu cực đó nữa. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì người chồng này của em thì là hơi ngài một chút xíu thôi, chứ còn là quá là quá tuyệt vời, quá tốt luôn. Ừ, quá tốt luôn đúng không? Dạ. Thực ra là cái người mà kiên nhẫn để kéo em về với cái thực tại mà em không bị cái căn bệnh mà gọi là rối loạn lo âu nữa là chị thấy là rất hay luôn á. Tại vì cái căn bệnh đó mà không có một người kiên trì bên cạnh em là đúng thua rồi. Là coi như em lậm vô cái dạ, đúng rồi, thật ra là cái thời gian nó rất là khó khăn. Đúng. Chúc hai em cứ như thế này hạnh phúc mãi mãi như thế này. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Rất là thất vọng. Ủa sao mặt mụn quá? Dữ, không dữ. Thì giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá, cái tưởng em siêu lòng.
Dạ, em tên là Trần Đặng Ngọc Hữu, năm nay em 29 tuổi. Em ở nhà nội trợ giữa hai đứa con với lại buôn bán online. 29 tuổi mà nhìn mặt rất là trẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Thế còn em? Dạ thì em tên là Ngọc, hiện đang là cái kỹ sư phần mềm. Dạ. Ngọc với Hữu là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ lúc đó em vừa chia tay với bạn trai. Cái em lên mạng cái vô tình ảnh gửi thư làm quen với em. Em cũng trả lời luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với ảnh lắm. Thì sau 3 tháng quen nhau á, cái ảnh mới hẹn gặp mặt ngoài đời với em. Em cũng ok, em chịu luôn. Đó là ấn tượng ban đầu của vợ em về em. Thế còn em thì sao? Rất là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Tại vì á, trên hình á, thì đẹp như là hot girl vậy á. Nhưng mà khi mà gặp thực tế thì thấy ủa sao mặt mụn quá. Ôi da. Chỉ thấy mặt mụn thôi hả? Mặt mụn với lại nhìn mặt nó dữ, không dữ. Không dữ lắm hả? Không thấy cười. Có nghĩa là cô này cũng như là không ổn lắm đúng không? Không ổn. Nhưng mà bây giờ không ổn thì cơ duyên nào mà để hai người chịu đèn nhau? Lúc đó thì bà xã đang lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Thì mình cứ lỡ hứa là dạy kèm luyện thi đại học luôn. Ủa? Tụi em lấy nhau được 4 năm. Nhưng dạ, mà quen nhau thì từ lúc năm. Bao nhiêu tuổi? Dạ 10 năm rồi. 10 năm rồi. Wow. Dạ lần đầu tiên gặp ảnh á thì em cũng thấy ảnh gầy lắm. Chứ ảnh không có đô như bây giờ. Hồi đó cái hình tượng em nghĩ là bạn trai mình phải đô đô một chút. Trời nhìn người đâu mà ốm nhôm nhách mà trắng giống như cục tử bột với anh. Cho nên em mới thích. Nhưng mà thời gian sau á, dạy học á thì em thấy là ồ, thầy giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá. Cái tự nhiên em siêu lòng. Rồi hai bạn quen nhau thì có khi nào chia tay với nhau? Dạ có biến cố rất là lớn. Đó là khi quen nhau được 2 năm, người yêu cũ của em liên lạc lại với em và muốn là quay lại. Lúc trước á, thì em gọi điện thì mẹ của nó nói là cô ấy đi lấy chồng rồi. Sau đó 2 năm á, cô ấy gọi điện lại nói là cô không có đi lấy chồng và cô là bị ép cưới. Thì em mới suy nghĩ là cô gái đó là không có lỗi. Cho nên em cũng sao động. Sao động thì lúc đó em đứng ngã ba đường, một bên là bà xã quen nhau 2 năm, một bên là mối tình đầu. Mối tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Mối tình đầu quen được khoảng gần 2 năm. Cũng 2 năm, coi như 50-50 luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thì sao? Dạ lúc đầu thì ảnh giấu em chị. Nhưng mà em thấy ủa sao dạo đây mà sao ảnh có gì đó khác thường. Thấy không có quan tâm lắng mịn, có gì như giấu giếm em vậy. Em điều tra, em hỏi ra thì ảnh mới khai thật. Phản ứng em sao? Thôi giờ ba người cùng gặp mặt nhau đi rồi để giải quyết chuyện. Cái đến khi ba người gặp mặt nhau thì tự nhiên cái chị đó mạnh mẽ quá. Tự nhiên lúc đó em cũng chột dạ chút. Em nói ủa mình giống như là người thứ ba vậy đó. Nếu mà không có em xuất hiện thì chắc là hai người đó đang trơn tru quen nhau vậy đó. Em nói ảnh à, thôi anh ơi anh quay lại với chị đó đi. Em rút lui. Có trước mặt cô đó luôn hả? Dạ em nói có vậy luôn. Trời em hiền quá. Em hai tay em dưng người yêu cho người ta. Trời ơi em hiền quá. Nhưng mà lúc đó cô đó cái phản ứng của làm sao? Dạ thì chị đó cũng cũng đồng ý luôn. Rồi anh này sao? Anh này đứng khóc không mà chị. Trời ơi. Chị hỏi là lúc dạ. đó cái trong đầu em nghĩ cái gì? Chị biết lúc đó em khó xử lắm. Rồi, đúng không? Lúc đó rất là rối tại vì hai người mình đều thương. Thật ra lúc đầu em nghĩ là em chọn cả hai luôn. Trời ơi. Tại vì hai người cũng thương hết. Nhưng mà mình có dò hỏi thì thấy hai người không chịu xe. Không chịu xe. Sao xe được? Ai xe? Trời ơi yêu được tình mà. Tình yêu mà xe gì? Rồi sao rồi cuối cùng tại sao mà dạ. em chọn mà xả em? Chửi á chị. Có nghĩa là người ta rồi em còn chửi dạ. không? Lúc đầu em hai tay em dâng hiến người yêu em cho. Cái xong cái tự nhiên em về em suy nghĩ em tức quá chị. Em thấy em thiệt thòi, hơn 2 năm trời em quen. Cái tuổi thanh xuân em mất đi 2 năm. Nếu mà hơn 2 năm em không quen ảnh biết đâu em đềm với người nào đó sao chị? Tự nó ủa tự nhiên mình bị thiệt thòi vậy. Đâu có ngu, đâu có dại đâu chị. Cái em bực bội em gọi điện lên em chửi. Em nói đồ cầm thú. Trời ơi. Anh không suy nghĩ ra được ba cái từ đồ cầm thú. Ba cái câu đó đúng không? Không nghĩ ra anh, đâu. Em là chỉ nghĩ ồ cái đồ sở khanh. Rồi anh sao? Cái đồ tệ bạc. Anh nghĩ đi, 2 năm trời quen anh, chứ tôi đâu làm cái lỗi với anh đâu. Tự nhiên bây giờ hả gì con người yêu cũ quay lại. Cái anh bỏ tôi, anh theo cái người đó. Mà giờ anh nghĩ 2 năm trời hơn rồi. Anh biết chị ta ra sao, cái cuộc sống chị đó như thế nào. Tự nhiên giờ đụng cái anh bỏ tôi, anh quay lại với chị đó. Rồi lúc đó anh trả lời đừng nói khóc. Cũng khóc luôn anh. Rồi đó giờ anh trả lời. Lúc đó bà xã gọi điện mình sợ chứ. Lúc đó giống như là có một cái nước lạnh tạt mình, nó tỉnh, mình bừng tỉnh vậy. Bừng tỉnh luôn. Lúc đó anh nói đúng, chửi là đúng chứ không phải sai. Đúng là lỗi của mình, tại sao mình lại khờ vậy, mình giả dột vậy. Thì lúc đó em buồn, em khóc rất là nhiều rồi. Em mới gọi điện là bà xã, em hẹn là tối nay là tới xin lỗi bà xã. Sau cái buổi tối đó là hai người quen nhau lại?
Dạ. Không có gì ngăn cách. Rồi em có cắt đứt liền với cô kia không? Cũng còn kỳ kèo thôi, em khoảng 1-2 tuần nữa. Đó, thấy chưa? Kỳ kèo thì mới giơ cua chót rồi. Em biết không? Em biết không? Em biết cái vụ mà kỳ kèo đó. Em không có bắt tại trận nhưng mà em gà đài. Gà đài hả? Dạ. Gà đài thấy chưa? Trời ơi. Ví dụ như em điện cho ảnh em nói sáng nay á hả, em vô tình em ghé ngang trường của anh học á, em thấy hình như anh đứng anh nói chuyện với chị đó phải không? Em đâu thật sự em đâu có tới đâu chị, em chỉ gà vậy thôi. Ra đài. Bị đánh trúng chị. Ừ đúng rồi, anh có đứng anh nói chuyện với chị một chút, nhưng mà chút xíu mà. Bắt ngọn mà dính liền vậy. Dạ. Rồi cái em cũng dựng nó bây giờ nha. Anh thẳng thắn, một là anh quay lại với em. Hai là anh đi theo chị, anh đi luôn đi. Chứ anh đừng có đứng giữa hai dòng nước nữa. Tha cho anh một lần thôi, đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Một lần một. Rồi thế là từ đó anh chấm dứt luôn á chị. Hay quá. Rồi coi như là lúc yêu á là như vậy, nhưng mà lúc cưới á thì khác nhau hoàn toàn không? Lúc mà yêu á thấy nó diễn đẹp, nhưng mà khi cưới rồi mới vỡ mộng ra nhiều thứ. Là cái gì xấu á hay sao? Dạ, lúc mình phát hiện ra mà sẽ có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng tuyệt thực. Mỗi tuyệt lần thực. Giận bực lên gì không ăn. Dạ đúng rồi, mà mỗi lần mình không nhịn được tức của mình nạt lại ăn cái một á là coi như là bỏ ăn luôn. Bao nhiêu ngày? Bình thường thì một ngày, còn kỷ lục thì 3 ngày không ăn không uống. Em không ăn luôn? Không uống luôn. Nhịn chừng nào mà ảnh xuống nước ăn nị thôi mới ăn lại. Hèn gì hai con rồi vẫn là mình dây vẫn ngon. Nhưng mà cái lần đó cô giận em là về chuyện gì? Hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện con cái thôi. Con thì ăn vô thì hay ói, mỗi lần mà ói ra cái thì bà xã em tiếc đánh con, đánh chát 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 giả. Thì em nghe trời ơi khùng hả, em điên hả? Xong bà xã nói ông hay quá ha, ông chăm được nó không? Ông chăm nó đi. Xong rồi em chửi em thì em chửi lại, nói sao em kỳ vậy, sao người ta có con người ta nuôi, nó đâu có gì đâu, sao em nuôi tùm lum tùm la vậy. Thế là cứ cãi nhau càng ngày càng tăng đô lên, thì bắt đầu bà xã giận thiệt thật 3 ngày. Vậy hả, có bao giờ bị lặp lại một câu đồ cầm thú nữa không? Dạ không, bây giờ không kêu cầm thú, nhưng mà có khi nào mà hai vợ chồng xưng hô mày tao không? Dạ rất là nhiều á. Chồng em xưng đúng không? Dạ không, em. Trời ơi. Lúc lên cơn lên là mày tao vậy đó. Dạ. Tại chị biết sao không? Hai chồng em ở riêng, đâu có ông bà hay là anh chị cô gì chú bác gì chăm phụ nít đâu. Con em á, hai thằng đều bị suyễn hết á. Nó ăn uống nó ói hoài luôn. Nó vô là ói như là con dồi nó phun ra vậy. Hai đứa luôn hả? Dạ, nhiều khi em thấy riết cái thần kinh em cũng như nhiều quá, mà mỗi ngày nó đều như vậy. Ví dụ như lúc đó ảnh đi làm, ảnh không có nhà thì không sao. Mà ví dụ như ảnh có nhà mà ảnh thấy em la con á, hay đánh con á, mày điên à, làm gì mà đánh nhỏ dữ vậy. Con mình ổn, mình xót lắm chị. Nói anh giỏi anh chăm con đi. Cái từ từ cái mức độ nó lớn lên, bắt đầu mày giỏi thì mày chăm đi. Rồi cái ảnh mà cự với em, ảnh đập phá đồ cái em buồn, em bỏ ăn. Nói chết chết đi để cho hả, anh chăm hai đứa con anh biết khổ với em. Thành ra em tuyệt thật. Giờ anh hỏi nè. Dạ. Còn mày tao, tao mày nữa không? Bây giờ là tụi em hết rồi. Hết tại luôn. Vì tụi em có một cái trận cãi vã định đưa nhau ly dị luôn á. Ừ. Em ghét chồng gì mà không hiểu cho vợ một chút xíu nào hết trơn á. Hễ cái đập đồ, đập máy giặt, đập đồ này nọ. Em nói chợ sống với người mà cái đập đồ cũng sắm sửa là mình cũng tiếc của chị. Cái em cũng nói không, giờ sống không được nữa thì chia tay nhau đi. Cái em cũng hai vợ chồng cũng định nhau là ly dị rồi đó. Cái vô tình cái em điện cho bà chị của em, thì bà chị em bà mới khuyên em vậy nè, nói vợ cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, nhưng mà trong lúc cãi nhau đừng bao giờ xưng mày tao. Hãy xưng là anh với em. Nhưng mà chồng có biết cái lời khuyên đó không? Chỉ khuyên mình em thôi. Dạ. Mà muốn nói gì? Thì cãi nhau cứ hoài lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì em buồn quá. Em mới suy nghĩ ủa tại sao hai vợ chồng mình cùng thương nhau, thương con, sống cả lòng hoài à? Em mới buồn quá thì em mới lên chỗ YouTube á, thì em mới nghe một số cái bài giảng của mấy cái thầy hòa thượng. Trong đó có một cái bài là giữ hạnh phúc gia đình. Thì em nghe và em nghe nhiều bài và em rút kết ra do vợ chồng thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Thì em ngồi với bạn với vợ là bây giờ hai vợ chồng mình á tôn trọng lẫn nhau, không phải mày tao nữa. Dạ. Có nghĩa tụi em đã bỏ cái chuyện mày tao được bao lâu rồi? Đây 3 tháng chị. Có nghĩa là em là được lời khuyên từ bà chị của em. Dạ. Còn em á là đọc được một cái lời khuyên từ các vị sư thầy. Dạ đúng không? Dạ đúng. Thì chị nói nè, bây giờ ha, có một cái chị muốn chia sẻ với Hữu nè, cái chuyện đánh con á, bỏ luôn giống vụ mày tao á. Tại vì con nít nói nó cũng mệt, mình ói mình còn mệt nữa, đúng không? Nó đâu có muốn đâu. Bỏ cái vụ đánh con tội nghiệp lắm. Tại vì em càng đánh nó càng ói. Rồi á, chồng mà thấy vợ đánh con vậy càng xót lại gây lộn nữa. Còn em á, em chia sẻ với vợ em một chút. Chị nói thật lòng là nếu như á, bạn này cứ ở nhà suốt rồi chăm hai đứa nhỏ mà mỗi ngày mà nó hành bạn như vậy, bạn không stress mới là lạ. Cho nên rằng á, nhiều khi bạn đánh là vì bạn không chịu nổi, nó bức bối quá.
mà trong cái xót con chứ không phải là do là ghét con. Những cái bực dọc đó em chuyển sang cái khác, đừng có đánh nhỏ nữa, đúng không? Rồi có chồng sẽ chia nữa đó. Vợ chồng em là chị chỉ khuyên cái điều đó thôi. Chị từng nuôi con chị biết tội nghiệp lắm. Cũng mong là ảnh quan tâm đến em hơn chút. Thì đó, mấy chị nói đó, là em phải nên quan tâm tới vợ em. Để vợ em nó có sức với có cái động lực em nó chăm con tốt hơn. Nha. Dạ. Cảm ơn hai em.